Hello, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game Horror Feel bạn. Và tựa game này cũng giống như Dead by Daylight thôi, và cứ sửa máy và bị dí bởi một con quái vật bạn. Và không nói nhiều nữa, vô game luôn bạn. Rồi, bạn có thể thấy trong tem mình sẽ có con Lico, rồi con cái ông thằng mặt bên kia bạn, và có một con quái vật con này. À, mình trước tiên mà thấy cái máy rồi đó. Con quái vật nó đâu đây nè, đó. Vô mà sửa cái máy bạn, đã thoát ra khỏi này. Trò chơi bạn quá rành rồi. Tại mình cũng, bạn có thể nhìn qua góc bên phải bên dưới, có thể là nhìn mấy cái boost là gì đó bạn mình không biết. Và tim mình đọc rất là nhanh nha. Chắc nó đâu đây thôi các bạn ơi. Không thể tin được. Chạy thấy mẹ luôn á. Chạy xúc quân luôn á. Ok, một máy. Tiếp tục. Đây, thằng Xin nè, mình sẽ sửa máy hộ nó. Liệu có dễ để thoát ra khỏi cái chỗ này? Không hiểu luôn. Ê, hình như có đứa đập cửa dưới đây rồi. Ghê. Ghê. Cái gì má? Gỡ thử bạn, gỡ thử bạn. One hit one kill bạn. Mình gỡ không được rồi, chết. Ấy, khó ta. Cứu tao. Cứu, cứu mẹ. Tụi mày, cứu tao đi Xin. Cứu tao. Cứu mẹ. Hồi nãy tao đi chung mày đó. Cứu tao cái nhẹ. Cứu, đi đâu vậy? Mày đâu, cứu. Rồi con Lico nó bị dính đòn rồi bạn ơi, mày chạy cứu tao nữa mày ơi. Hộ tao cái luôn á. Cứu tao, cứu tao, cứu tao. Cứu. Cứu. Ở tới nơi, tới nơi, tới nơi. Cứu, cứu, cứu. Ôi. Ôi. Say what? Mày chơi chó nè. À, đi ngang mình luôn, nếu cứu mình bạn. Cứu không? Nope. Ôi, cứu. Cứu, 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 má mày. Mày thấy tao không? Chưa, mày không cứu tao sao tao thắng được mày, chết điên đĩ. Nếu bạn, mình sẽ có hai thằng gì đó với một ông bác sĩ, hai thằng gì đó mình cũng không biết nữa. Ui, ui, ui. Cười cười cứt, rủ mẹ mày. Cứu lại. Cứu thù ngàn đĩ. Nãy không cứu tao nha, tức á. Rồi bên đây có một máy bạn. Còn hai máy thôi bạn ơi. Cho mình lúc nào cũng là cái thằng bị dí hết á. Nope. Ui 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 ui. Uống uống nó chạy. Uống mẹ mày dí. Ui. Chạy liên đi. Đúng rồi, hay 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 hay. Hay á, hay á. Bạn tao, bạn tao. À, cửa đâu? Ê, chạy, chạy. Cái cửa. Ú, mẹ, cái cửa. Mình phải ấn. Wow. Power on à, power on à. Lẹ, 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 lẹ. Còn hai thằng đó. Thoát, 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 thoát. Thoát, yes, yes. Thắng bạn ơi. Yeah. Một trận thắng. Với lại một trận bị bóp giấy. Yeah. Rồi thêm một dáng mới nữa bạn ơi. Hình như mình chưa có chơi được mấy con sát thủ hay sao á. Khó chịu vậy. Hollywood gì đây ba. Vô sửa máy đi, hàng nào giờ cũng là diễn viên hết rồi. Hollywood nữa chứ. Nếu bạn có coi Jumanji thì trong Jumanji nó cũng có một ông như vậy đó bạn. Khá là nhanh nha. Vô sửa máy khá là nhanh nha. Mình như nói sửa khá là nhanh nè. Qua trồn cái con gì xíu vậy. Qua trồn để quái vật xíu. Ý, ý, chạy. Nó đi á ba. Cái điên đó. Điên này nè. Nó đâu rồi bạn ơi. Qua kiếm kèo chơi nó tiếp. Sửa máy gì tầm này đúng không. Chủ yếu phá game. Ủa nó phá cửa mẹ rồi. Cửa rồi bạn ơi. Trời. Đúng rồi, còn cái cửa để chôn được nữa bạn. Sao mày quanh lại. Có cửa gỗ nè. Có cửa sắt luôn.
Ngon, nguyên combo cửa đây luôn các bạn. Nó đâu nhỉ? Ủa, nó đâu đây nè bạn? Nó đâu đây? Nó đâu đây mà mình không biết. Chạy à. Đi đi. Ai chi đúng á. Nó đâu? Ây da mày. Mở cửa ra được mà ta. Cứu ta trước được không? Cứu ta trước được không bay? Chết mẹ. Thua. Real cứu. Ôi, rồi xong. Không cứu rồi các bạn ơi. Rồi chết nhỏ luôn rồi. Đâu, thằng Bollywood ra được nè. Nó chạy hộ tao cái. Rồi xong. Thua. Ok các bạn ơi, ít nhất mình cũng phải thắng được 2 trận chứ không thể nào mà để nhục nhà. Đó mới vô nhang đỉ. Cút nha. Ủa má. Rồi xong. Ờ tính ra tao mới vô luôn á. Cái nhẹ đi anh hai. Luôn bạn. Mới vô gặp ngay bạn ấy luôn, chết luôn. Cây cứu tao được không? Cứu tao đi mấy má. Cứu cây lắm rồi nha. Cứu, ừ đúng rồi. Ê, đúng mấy. Tính cứu mình mà bị kia dí bạn. Khốn nạn. Mình sắp chết rồi. Có thể quay lại cứu tao được không? Ok bạn, mình được cứu nữa bạn ơi. Mở đó. Ê, đừng nha. Đi cứu nhau đi. Hồi máu cho nhanh lên. Chạy nè. Ủa mẹ. Chạy. Đi theo anh má này nha. Ừ đúng rồi, hay. Mỗi đứa hướng. Ủa mẹ. Rồi, hỗ trợ đi, chạy đi. Ui, hồi này kia chết rồi bạn ơi. Rồi sao? Mày đâu? Gỡ. Bơm máu. Nó bị ngu các bạn ơi. Kiếm máy. Ủa mẹ. Giờ chỉ có kiếm máy mới thắng được thôi. Ý, đại ca. Rồi mày đập cửa đi. What? Ây da mày. Cái gì vậy? Anh hai à, em lỡ mở cửa giùm anh hai thôi, anh hai phải tin em chứ. Khốn nạn. Bắt đầu. Ok các bạn, mình quyết tâm là mình sẽ thắng một ván hay hai ván gì đó. Lần trước thì mình đã thắng một ván đúng không? Mình quyết tâm thắng hai ván nha. Chỗ này có nhiều cửa nè. Tự nhiên nãy đi kia mở cửa nó chi á. Nó sửa máy rồi, đại ca. Máy nè đại ca. À, chuẩn bị quất energy drink vô nè. Chuẩn bị quất nước tăng lực vô là chạy nè. Chạy xúc quần luôn nè. Một máy rồi. Anh hai ơi. Một máy. Kiếm mấy cái cửa cái gì chạy vô cho lẹ bạn. Rồi mình chơi này riết rồi bạn. Tại mới vô game mà. Có gì đâu. Anh chưa có test được. Chủ yếu là chơi cho bạn vui nè. Yêu cức. Con thằng chết rồi. Mình ra mình cứu nó bạn. Nè rồi. Đó, nó nằm rồi. Cứu liền nè má. Ước gì có đồng đội với mấy thằng này hả? Nè, cứu luôn nè. Chừng đứng. Hơi lâu quá má. Làm gì mong của thằng đó hả bạn? Chán thiệt. À, sửa máy đi, còn hai cái nữa, lẹ. Mình phải tốc độ lên. À, dí chạy oxy rồi, con máy. Con máy đâu? Kiếm. Đi mẹ. Cút. Chạy đi bên hai. Tôi đánh là hướng nè. Chạy. Đu má mày. Oh shit. Holy shit. Mẹ ơi, nó bị bắt hết rồi.
Trời, Ruri. Rồi thua rồi bạn ơi, trận này thua tiếp rồi. Cay thiệt. Ây, giờ má nó chạy xúc quần luôn. Thôi, nhỏ, số bạn nhỏ quá mà. Ủa, ấy con thằng bạn. À, nó tự gỡ cửa ra luôn. Rồi. Rồi, thua nữa. Nếu bạn thấy video này hay, để lại like, subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ để tạo động lực cho mình làm tiếp cái video tập sau. Bye bye.